đẹp thế nhờ. Bây giờ vừa hái xong đúng không ạ? Mùng 8 tháng 3 anh ra thăm vườn, chọn vừa một bông hoa vô tình vô vào hoa sung. Một bông thật dài, một bông thật to, còn có bông cầm thì em thích bông hoa nào? Mà nếu em không thích hoa cầm to dài thì ngoài vườn kia cũng có buồng hoa chuối. Vừa thơm vừa béo, ăn mãi chẳng keo. Hơn 9 tháng sau hoa nở ra thăng tèo. Thả tặng em một giống hoa để mai sau nó lớn được phụ em việc nhà nhé.